Nhận định Man City với West Ham. 19h30 phút ngày 17 tháng 7, giải đấu Premier League Asia Trophy, Man City vẫn đánh giá cao ở khả năng giành chiến thắng bởi lực lượng mà họ mang tới Trung Quốc vẫn vượt trội so với West Ham. Cập nhật đội hình ra sân. Thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu này. Link trực tiếp ở phần mô tả video. Trận đấu này thuộc giải giao hữu Premier League Asia Trophy. Đây là giải đấu được tổ chức 2 năm một lần tại châu Á từ năm 2003 với sự góp mặt của các câu lạc bộ Premier League. Giải đấu năm nay được tổ chức tại Trung Quốc, gồm có 4 đội bóng tham dự là Man City, Newcastle, West Ham và Wolves. 4 đội tham dự giải năm nay được chia làm 2 cặp bán kết, Man City gặp West Ham, còn đụng độ Newcastle. Hai đội thắng sẽ gặp nhau ở trận chung kết tranh chức vô địch. Với đẳng cấp vượt trội, rõ ràng Man City là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch giải đấu năm nay trên đất Trung Quốc. Ở trận đấu tối nay với West Ham, thầy trò Pep Guardiola được nhà cái xếp ở cửa trên với tỷ lệ 0-1 trên 4. Đây là kèo chấp khá khiêm tốn nếu so sánh đẳng cấp giữa hai đội. Đừng quên rằng ở Premier League mùa trước, ngay cả khi làm khách trước West Ham, Man City vẫn được đánh giá cao với tỷ lệ 1-3 trên 4. Nhà cái có lý do khi chỉ niêm yết tỷ lệ 0-0 bởi ở chuyến chu đấu Trung Quốc, huấn luyện viên Pep Guardiola chưa có sự phục vụ của một số ngôi sao trụ cột như Ederson, Fernandinho, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez hay Sergio Aguero. Trong khi đó, West Ham đã mang tới Trung Quốc gần như toàn bộ lực lượng tốt nhất. Chưa kể, đây chỉ là trận giao hữu nên huấn luyện viên Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ. Mặc dù vậy, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của Man City bởi lực lượng mà họ mang tới Trung Quốc vẫn vượt trội so với West Ham. Đây là trận giao hữu đầu tiên của The Citizens sau kỳ nghỉ kéo dài nên nhiều cầu thủ đã sẵn sàng vung sức để lấy lại cảm giác thi đấu. Thứ nữa, dưới thời huấn luyện viên Pellegrini, West Ham áp dụng đấu pháp quá cởi mở. Họ mạnh trong tấn công nhưng cũng bộc lộ nhiều điểm yếu ở hàng phòng ngự. Vì vậy, trước đối thủ mạnh và có nhiều phương án tấn công như Man City, West Ham khó lòng trụ vững. Chẳng nói đâu xa, ở mùa giải vừa qua, The Hammers đã phải nhận tới 5 bàn thua trong 2 bàn đụng độ Man City. Ở trận giao hữu gần nhất trước khi sang Trung Quốc, West Ham cũng phải rất nhọc nhằn mới vượt qua đội bóng nhẹ ký của Áo là SCR với tỷ số 32. Ngoài ra, cần phải nhấn mạnh thêm rằng trong 7 màn chạm trán Man City gần nhất trên mọi đấu trường, The Hammers đã có tới 5 trận thua tỷ lệ châu Á. Vì vậy, ở trận đấu tối nay, đội bóng của Pellegrini không đáng tin cậy. Tỷ lệ tổng bàn thắng của trận đấu này chỉ được niêm yết ở mức 3 hòa. Đây là tỷ lệ không cao nhưng phù hợp trong bối cảnh nhà cái không đánh giá cao khả năng ghi bàn của West Ham. Tuy vậy, với tính chất của một trận giao hữu, đây vẫn là địa chỉ đáng tin cậy cho cửa over.